Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Giải thưởng 1 triệu đô đang treo trước mắt sẽ dành cho một người duy nhất. Lúc này, anh móm đang bị xích chân vào bức tường, liệu anh có thể thoát ra được hay không? Thời gian vừa bắt đầu, anh móm đã dướn người xa hết cỡ để với tới chiếc đao đồ tể cách đó không xa, rồi nện lia lịa, cật lực vào chốt khóa. Tưởng tượng đây là mặt của người yêu cũ, nên những cú chém của anh không chật nhịp nào. Sau 51 giây, anh đã thành công chặt đứt chốt khóa trên tường. Lượt tiếp theo thuộc về anh còi, mục tiêu của anh không chỉ phá được khóa, mà thời gian của anh còn phải nhanh hơn 51 giây của anh móm. Vũ khí của anh còi là một tấm khiên, tuy nó hầm hố, nhưng nếu dùng để phá khóa thì lại thành ố rề. Anh còi dùng chút tài hèn sức mọn của mình, nín thở táng liên tiếp vào chốt khóa, nhưng đã hơn 2 phút trôi qua. Anh còi cảm thấy chán nản vì cái khiên chẳng làm nên trò trống gì, thử tay không cũng chẳng có hiệu quả. Anh móm lại tiếp tục đập mạnh khiên vào chốt khóa, chày chật mãi, cuối cùng sau 4 phút 12 giây, anh đã phá được nó ra. Tuy vậy, biết đâu những người sau lại tốn nhiều thời gian hơn, anh hói sẽ là người tiếp theo. Ngay khi vừa bắt đầu, anh đã hừng hực khí thế lao lên, ném mạnh quả cầu gai về phía chốt khóa. Rồi thử dùng cán để lôi khóa ra nhưng bất thành, vẫn là nên dùng sức đập mạnh vào khóa, thời gian đang dần trôi đi, thử chơi trò nhún nhảy ở hồ Tây xem nào. Sau 7, 7, 4, 9 bước phối hợp và cố gắng, cuối cùng anh hói đã thoát ra được sau 2 phút 33 giây. Đối thủ cuối cùng, người mà anh móm lo sợ nhất đã xuất hiện, đó chính là anh mập với bàn tay sắt cùng với sự cay ré đầy quyết tâm. Còn chưa kịp đếm giờ, sau 11 giây, anh mập đã phá được khóa ra ngoài. Anh còi cay con chim cú vô cùng, quyết tâm được thực hiện một chuỗi trò chơi, nên họ sẽ bước vào những vòng thi tiếp theo. Vòng thứ hai là phá bỏ những tấm ảnh ma quái kia, với cây đao trong tay, anh móm nhanh chóng hạ xong bước đầu tiên, sang bước thứ hai cũng không phải đối thủ. Một cú chặt chém đi thẳng vào giữa bức hình, nhưng anh cần phải dỡ bỏ được nó ra cơ, anh móm tay nhanh hơn não vứt nó sang bên cạnh. Đến tấm cuối thì phi đao một phát là xong, với thời gian 1 phút 45 giây. Lượt của anh còi, dùng thịt đè ảnh không được, anh còi dùng phần nhọn của khiên nện vào tấm ảnh nhưng lực khá yếu. Vì thế, phải khá vất vả, anh mới thật sự hạ được bức ảnh xuống. Sang tấm thứ hai, định cho một cú xương xương, ai dè tấm ảnh bị phá hủy ngay lập tức. Đã hiểu ra cách làm, nên hai tấm tiếp theo chỉ cần một cú ném là giải quyết xong mọi việc, với thời gian 1 phút 15 giây. Anh hói với quả cầu gai, có vẻ như trò chơi này sinh ra chính là để dành cho anh, những cú ném khiến việc phá hủy bức ảnh cực kỳ dễ dàng. Tấm cuối khá cao nên cần chiếc thang hỗ trợ, tuy khá thuận lợi, nhưng anh vẫn tốn 1 phút 52 giây để phá bỏ mọi thứ, vẫn chưa vượt qua được anh móm. Anh mập đã quay trở lại, sao anh ra rẻ thế nhỉ, nhưng đúng là chỉ bằng 2 cú đấm, anh đã phá xong 2 bức tranh, để câu giờ, những ai trai khác bắt đầu cà khịa sự nóng máu của anh ta. Anh móm còn đưa thang đến, nhưng anh mập nói, bố không cần, để chứng minh điều đó, chỉ bằng 2 cú vả mặt, bức ảnh đã tan tác. Sang vòng 3, với quyết tâm giành điểm cao ngất trời, anh móm chém liên lịa vào cánh cửa, nhưng nó không hề dễ dàng để vượt qua, với rất nhiều cố gắng. Anh móm cuối cùng cũng tạo ra được một lỗ hổng lớn để chui qua và có được thẻ bài phía trong, với thời gian 2 phút 10 giây. Với anh còi, tấm khiên chưa bao giờ là thế mạnh trong việc phá hủy, thời gian cứ thế trôi qua, anh còi đã mệt rã rời nhưng cánh cửa không thể bị phá hủy. Lượt của anh hói, cầu gai quả là một thứ vũ khí mạnh mẽ, bằng vài cú đấm uy lực, anh hói đã phá vỡ được cánh cửa và lấy được thẻ bài sau 1 phút 10 giây. Sau 3 vòng thi, anh móm và anh mập đang là người dẫn đầu với 2 điểm quý giá, họ sẽ bước vào vòng cuối cùng để tìm ra chủ nhân của 1 triệu đô. Trong thùng gỗ này có 7 quả bóng, ai nhanh tay hơn thì đó sẽ là người chiến thắng. Với chiếc đao siêu bén, anh móm là người mở màn trước. Anh mập cào cấu đủ kiểu cũng nhanh chóng có được quả đầu tiên, nhưng anh móm phát hiện ra, không cần phá nát, chỉ cần một lỗ đủ cho tay vào là được. Với khả năng ra các dự đoán toàn sai, nhưng may sao lần này anh đã đúng, và cái kết là giành ngay chiến thắng với tỷ số cách biệt 7-1. Vụt mất 1 triệu trong chớp mắt khiến anh béo vô cùng cay cú, nhưng có làm được gì đâu cơ chứ. Hôm sau là một thử thách thú vị khác, nếu như bạn tỏ ra nao núng, bạn sẽ là người thua cuộc. Anh móm đã chớp mắt nhưng anh khẳng định, đó không phải nao núng. Anh còi và anh mập đồng ý vì thế, anh móm đã vượt qua thử thách. Tiếp theo là anh hói, đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng anh hói vẫn chớp mắt tỏ vẻ bất ngờ, anh mập và anh cao đều cho rằng anh đã nao núng rồi. Đến anh đen, tấm trông lao mạnh xuống, tuy chớp nhẹ, nhưng ánh mắt vô cùng cương quyết, cùng xem anh mập sẽ phản ứng như nào, trông có vẻ như anh khá nao núng. Nhưng các anh trai còn lại tin rằng, anh mập chỉ đang chớp mắt bình thường mà thôi, các bạn nghĩ sao? Lượt cuối cùng là của anh còi, tuy nói mình như muốn tè ra quần, nhưng cú chớp mắt của anh rất nhẹ nhàng, mọi người đều đồng ý, anh không hề nao núng. Họ bước vào vòng tiếp theo, khúc gỗ vun vút lao đến, anh móm ngay lập tức có phản ứng, gương mặt anh thể hiện rõ sự bất ngờ. Anh đen là người tiếp theo, vẻ mặt rừng rưng của anh, mọi người đều đồng ý rằng anh không hề nao núng. Anh mập khẳng định, bản thân có thể vượt qua, ngay khi hoàn thành, anh đã nói đây là thử thách dễ nhất anh từng làm, rõ ràng, anh mập coi tấm gỗ chỉ là con muỗi mà thôi. Anh còi liệu có thành công, rất nhẹ nhàng, anh đã thể hiện rõ sự nao núng của mình. Ở vòng thi tiếp theo, lần lượt mọi người đều ngồi yên để sợi dây lao qua mặt, ở vòng này, chỉ có anh còi tỏ thái độ ra mặt mà thôi.
Tuy vậy, khi đối mặt với chiếc gậy đang lao vào tấn công của quý của bạn thì sẽ thế nào? Anh móm khá dễ dàng vượt qua, tuy vậy anh đen lại cực kỳ hoảng hốt. Để lấy lại hình tượng cho quý ông, anh mập trừng trừng mắt nhìn cây búa. Bố mày lại sợ quá đi đây, cứ thế thành công vượt qua thử thách. Anh còi nhát cái thì khỏi nói. Đã đến vòng cuối cùng, anh còi là người đầu tiên, phản ứng của anh rất rõ ràng, sợ vờ lờ hiện lên cả khuôn mặt. Đến lượt anh móm, tuy rất nhẹ, nhưng anh cũng đã thể hiện sự nao núng. Liệu có ai thành công ở vòng này không? Khi anh hói cũng tỏ vẻ bị dọa sợ. Anh đen tiếp theo, với vẻ mặt khá chắc ăn, mọi người đều đồng ý anh không nao núng. Anh đen vội báo ngay kế hoạch đi chơi với mẹ nhưng anh mập chặn lại. Quả đúng như lời khẳng định, anh mập không hề nao núng, trở thành người chiến thắng có được 1 triệu đô. Chúc mừng anh mập, cuối cùng cũng đã lấy lại được danh dự cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mèo ú yêu tất cả các bạn.